Các bác ơi, em Hiền vừa về được tầm khoảng 8 bộ micro Noda, một thương hiệu cao cấp của BBS các bác nhá. Mặt mũi của nó thì thật sự nhìn trông rất là đẹp, rất là sang chảnh luôn. Tay chân của nó là zin hết các bác ạ, không độ chế, chưa qua tân tuốt, chưa qua sửa chữa các bác. Và các bác nhìn này, tất cả đều sử dụng cái dòng côn lụa xịn của BBS. Đấy, BBS Proso, một thương hiệu đến từ Đức. Ở trên đây thì nó có một cái tem của Noda các bác này. Đấy, con này của nó tiếng tăm rất là hay nhá. Sóng của nó thì có thể ổn định cho các bác tầm khoảng từ 50 cho đến 100 mét. Anh em có thể đi làm sự kiện, đi làm kẹo kéo ô van kê luôn. Và với bộ micro này em chỉ để cho bác với giá mấy trăm nghìn đồng thôi. RTV 2000 các bác, nhìn thấy không? Đấy, con này của nó có báo pin thiên đầu thu. Và em Hiền về cùng với lại một lô đẩy liền vang chỉ có tầm khoảng 1, 2, 3, 4, 5 con các bác. HS8300KA BV, một thương hiệu nó rất là nổi tiếng luôn các bác nha. Thì hiện tại bây giờ em đang cắm con micro này cùng với lại con đẩy BV. Đấy, và con này của nó có một cái điểm hay các bác ạ. Menu này, đấy, up down này các bác có thể sử dụng này. Đấy, DSB5 này, các bác thích chế độ ECHO nào có luôn nha. 6 chế độ ECHO DSB. Đấy, 6 chế độ. Đấy, mic của nó thì có chế độ là ECHO seamless này. Đấy, nó có 12 chế độ ECHO và tiếng tăm của nó rất là hay, mặt mũi sang chảnh. Một thương hiệu đến từ BV các bác nhá. Một thương hiệu đến từ BV. Và các bác có thể nhìn thấy không ạ? Anh em ai muốn biết về con này mà ai muốn chơi con BV này. Đấy, với mức giá em chỉ để cho bác với giá hơn 2 triệu tí xíu thôi. Các bác muốn tham khảo về con BV này thì các bác có thể sang kênh Hiền Thanh Audio để xem xét xem con này của nó có đáng tiền hay không. Và ai muốn lấy cả bộ vừa con BV này, vừa con Noda này, giá của nó chỉ rẻ hơn còn rẻ như một là một con âm ly trọ thôi. Đó. Đối với con bộ micro này em chỉ để cho bác với giá mấy trăm nghìn đồng thôi. Đây. Đây đằng sau Canon 6 ly đầy đủ hết các bác nhá. Anten rời các bác ạ. Và con này thì các bác biết rồi. Đấy, ruột gan của nó trông cũng rất là đẹp. Đấy. Noda, ruột của nó là ruột màu đỏ các bác nhá. Noda là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Và con này của nó tất cả ruột gan tay chân của nó đều là BBS hết các bác ơi. Tất chút chít đều là BBS hết. Đấy, một cái thương hiệu và cái công nghệ nền tảng đến từ Đức. Thế anh em ai lấy con này các bác nhá. Ai lấy con này thì các bác chốt luôn cho em Hiền với mức giá chỉ có 950.000 đồng thôi. Tay chân đẹp như thế này, những bộ xước sát em sẽ để cho bác với giá rẻ hơn 950. Anh em ai chốt con này các bác lấy luôn cho em Hiền này. Em Hiền sẽ test tiếng để tất cả các bác chúng ta cùng nghe qua. Alo 1-2 câu để các bác cảm nhận nhá. Đấy, kết hợp với một con đẩy liền vang BV này, rất là ít thú thít luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn thấy không? Em Hiền đang để trước loa đây. Và em đang sử dụng cặp loa JBL Bass 40 các bác ạ. Một cặp loa JBL Bass 40 để test nhạc, test tiếng mic đối với con BV này. 67 12 34 56 67 8 9 10. Alo. Đấy, tiếng tầm rất là hay luôn. Và con này của nó có một cái điểm là nó còn đẹp đến tầm khoảng 85 cho đến 90% đối với tay của Noda. Đối với tay của BBS là như thế này là quá là ok các bạn nhá. Đấy, em chỉ để cho bác với giá này. Một bộ micro Noda thế này, tay chân zin tiếng tăm hay, sóng có thể ổn định cho bác tầm khoảng từ 50 cho đến 100 mét. Sự kiện gia đình, phòng hát, karaoke, kẹo kéo, chấp hết. Đấy, 950.000 đồng. Đấy, bao ship toàn quốc luôn cho tất cả các bác trên mọi miền. Đấy, số điện thoại này các bác ơi, anh em ai chốt đơn xin mời gọi điện trực tiếp qua số điện thoại này cho em Hiền. Và số lượng có hạn nhé. Anh em ai muốn biết chi tiết rõ ràng về con này có thể gõ kênh YouTube Hiền Thanh Audio. Em vừa lên video cách đây chỉ 5 phút thôi. Rất mong tất cả các bác chúng ta ai chốt đơn thì xin vui lòng gọi điện qua số điện thoại em vừa để trên tiêu đề. Xin chân thành cảm ơn.